Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Và chiều hôm nay là ngày 29 tháng 11 của năm 2024. Và chiều hôm nay thì rất là vui luôn quý anh chị khi mà ở chuyến hái lan rừng hôm nay em lại có về được một cái siêu phẩm gồm thanh đạm hàm long và một rề, một cây bò cạp nhí. Và cái cây bò cạp nhí này cần hoa rất là dài nha anh chị. Đấy, cần hoa cực kỳ là dài luôn. Đó, như cô chú anh chị đây thì đang thấy là anh em phải cầm để quay, bởi vì khúc này ở cái khúc VIP siêu phẩm thanh đạm hàm long này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đang có nụ này anh chị này. Thân lá thì rất là vàng bóng luôn. Đó, thân lá nó cực kỳ là vàng bóng. Lá dày. Đấy, đây. Và cái rề bò cạp nhí đây. Đây, đây là cái rề bò cạp nhí. Đó. Đây quý anh chị, một cái rề cực kỳ là đẹp. Đó. Và cái rề thanh đạm hàm long cùng với cây bò cạp nhí này thì em xin báo giá luôn là có giá là 550 nhá, 550 cho cái rề này. Đấy. 550. Đó, thì cô chú anh chị muốn sưu tầm cái siêu phẩm này thì là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965 611 179 nhá. Và em tên là Tú. Đấy, 550 cho cái siêu phẩm này. Đó. Rồi, em xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào các clip tiếp theo.